buổi họp báo về công tác phòng chống dịch chiều ngày 13 tháng 12, Tránh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, việc phát các túi thuốc A, hạ sốt và vitamin, B kháng viêm chống đông, C thuốc kháng virus Monopiravir cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà là nhiệm vụ của y tế công, tức trạm cố định và lưu động. Tuy nhiên, do lượng F0 tăng nhiều, không đủ nhân viên y tế đem thuốc đến tận nhà cho người bệnh ngay lập tức. Nên thành phố đã kêu gọi nhà thuốc tư nhân tham gia và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Ngoài ra, thành phố đang triển khai chiến dịch chăm sóc và bảo vệ nhóm người nguy cơ trên 65 tuổi có bệnh nền. Do vậy, nhân lực y tế đang phải dồn vào đó, tốn nhiều sức lực. Việc một số nhà thuốc tham gia cấp phát túi thuốc miễn phí điều trị COVID-19 là một trong ba hoạt động được Sở Y tế vạch ra khi huy động các nhà thuốc tư nhân cùng tham gia phòng chống dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả 6.500 nhà thuốc trên toàn thành phố sẽ cấp phát thuốc miễn phí cho F0, mà địa phương nào cần thì Sở Y tế sẽ chỉ định nhà thuốc ở khu vực đó hỗ trợ quy chế phối hợp được xây dựng trên nguyên tắc sở kiểm soát chặt các túi thuốc, tránh nhập nhằng mua bán thuốc và cấp miễn phí. Bà Mai cho biết, ngoài ra, nhà thuốc còn có nhiệm vụ cung ứng thuốc không kê đơn hoặc có kê đơn do trạm y tế lưu động hoặc mạng lưới thầy thuốc đồng hành kê đơn cho người bệnh. Vật dụng, thiết bị y tế, các loại sinh phẩm, test nhanh, dụng cụ đo nồng độ oxy trong máu, nhiệt kế đã được đăng ký để chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà. Sở Y tế yêu cầu các nhà thuốc bán thuốc và thiết bị đúng giá, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, mỗi nhà thuốc sẽ là một tình nguyện viên truyền thông, cầu nối tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà. Nếu người bệnh có triệu chứng nghi ngờ đến mua thuốc thì nhân viên nhà thuốc phải cung cấp ngay số điện thoại, hướng dẫn họ hoặc thân nhân liên hệ đến các trạm y tế cố định, lưu động, tổ chức chăm sóc COVID-19 tại cộng đồng. Bộ Y tế hướng dẫn Hà Nội xác định tình trạng khỏi bệnh với bệnh nhân COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn vào ngày 5 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Hà Nội đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện. Sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế nhận định hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp. Số mắc có xu hướng ngày một tăng, để thích ứng với tình hình mới và đảm bảo an toàn, linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người mắc COVID-19 tại nhà ban hành theo quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hướng dẫn chuẩn đoán điều trị COVID-19 ban hành kèm theo quyết định số 4689 quy đề BIT ngày 6 tháng 10 năm 2021 để xác định ca bệnh theo hướng dẫn. Cụ thể, ca bệnh là trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa tại mục 2.1 của quyết định số 4689 quy đề Bộ Y tế ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa tại mục 2.1 của quy định số 4689 quy đề BIT ngày 6 tháng 10 năm 2021 có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 dương tính, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Các bệnh cũng có thể là những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 dương tính với hai loại test nhanh khác nhau, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện. Trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm real-time RT-PCR để khẳng định. Về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, Bộ Y tế cho biết, đối với người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi thời gian cách ly, điều trị đủ 10 ngày. Kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Đối với người bệnh COVID-19 nằm điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 đơn thuần có các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên, có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính vào trước ngày ra viện. Người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong 7 ngày, đo thân nhiệt 2 lần trên một ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời, tuân thủ thông điệp 5K. Người bệnh COVID-19 có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo các triệu chứng lâm sản của bệnh COVID-19 hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính vào trước ngày ra viện, người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú, đo thân nhiệt 2 lần trên một ngày, tuân thủ thông điệp 5K Trả lời về xét nghiệm xác định người mắc Covid-19 và cho người bệnh ra viện của Sở Y tế Hà Nội, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết với F0 điều trị tại nhà đủ 10 ngày, test nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội liên quan tới việc xét nghiệm xác định người mắc Covid-19 và cho người ra viện. Trước đó, ngày 5 tháng 12, Bộ Y tế nhận được công văn của Sở Y tế Hà Nội đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên và xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh cho ra viện. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội diễn biến phức tạp, số mắc xu hướng tăng để thích ứng với tình hình mới và đảm bảo an toàn, linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương. Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, ban hành theo quy định số 4038 của Bộ Y tế, hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị COVID-19, ban hành theo quy định 4689 của Bộ Y tế để xác định ca bệnh theo hướng dẫn. Theo đó, trường hợp thứ nhất, người nhiễm SARS-CoV-2 là trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR thứ hai là trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính bộ y tế lưu ý test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế Thứ ba là những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với hai loại test nhanh khác nhau, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện. Trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì cần phải dân nghiệm RT-PCR để khẳng định. F0 điều trị tại nhà đủ 10 ngày, test nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh. Về đề xuất của Hà Nội liên quan đến sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, theo Bộ Y tế, với người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi thời gian cách ly đủ 10 ngày. Ngoài ra, ca bệnh có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Với người bệnh COVID-19 điều trị các cơ sở thu dung, điều trị nếu là người bệnh COVID-19 đơn thuần hay người bệnh COVID-19 có bệnh nền bệnh kèm theo các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên. Người bệnh COVID-19 sau khi ra viện cần ở tại nhà tự theo dõi trong 7 ngày. Với người bệnh COVID-19 không có bệnh nền bệnh kèm theo, sau khi được xác định khỏi bệnh COVID-19 được chuyển sang qua điều trị bệnh kèm theo, bệnh nền nếu cần tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc theo dõi theo quy định của đối tượng và người bệnh nội trú. Theo Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận là 18.448 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 6.902 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 11.546 ca. Tính đến hết ngày 11 tháng 12, Hà Nội đã tiêm được hơn 12,4 triệu mũi vaccine COVID-19 cho người dân. Với đối tượng từ 18 tuổi trở lên, có hơn 6,17 triệu người đã tiêm mũi 1, đạt gần 95% dân số trên 18 tuổi và 71,2% tổng dân số. Trong đó có hơn 5,6 triệu người tiêm đủ mũi 2, đạt gần 86% dân số trên 18 tuổi và 64,4% tổng dân số. Riêng với người từ 50 tuổi trở lên, hơn 84% người tiêm đủ mũi 2. Với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, Hà Nội đã tiêm được gần 638.000 mũi vaccine cho trẻ em, đạt tỷ lệ hơn 92% tổng số trẻ trong lứa tuổi này.